Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Lại là tôi, Mai Mai nè. Mọi người có biết tôi đang đứng ở đâu không? Tôi đang đứng ở một nơi rất là cao ở Plaza nè. Đó chính là nóc trường học. Mọi người có biết tôi lên bằng cách nào không? Đó là cái khí cầu này nè. Tôi sẽ leo lên đó và đợi khi nào đến cái nóc thì bay xuống thôi. Ôi, tôi cầm cái máy quay như này thấy nọng của tôi rồi. Thôi thôi, quay xa ra mới được. Ok, và hôm nay Mai sẽ tiếp tục với chủ đề thăm lại nhà của các bạn nghỉ game nha. Bắt đầu thôi. Bạn đầu tiên là 33-2014. Wow, bạn đó đã ốp được 704 ngày rồi mọi người ạ. Gần 2 năm rồi ha. À, bộ đồ bạn này mặc quá là dễ luôn. Tôi chắc chắn là sẽ hoàn thành được 100%. Để tôi cosplay cho mọi người coi nè. Tướng cao, cái tóc màu vàng. Đây, để tôi bỏ cái mũ gấu trắng này ra cái. Rồi, tiếp theo là cái mặt này. Tháo cái mắt kính ra. Rồi, chọn cái mặt ngôi sao lấp lánh. Cuối cùng là bộ đồ gấu xanh này. Quá là dễ luôn. Mấy tập trước tôi cũng đã từng cosplay thành bộ đồ gấu xanh này rồi. À quên, còn cái mũ thiên thần trên đầu nữa nè. Tôi có, hình như là lúc trước nó ở trong phần quà tặng đó mọi người. Đây, ta-da, xong rồi nè. Bây giờ vô nhà nha. Hãy tặng quà cho tôi. B. Tại sao lại để nhiều chữ B như vậy? Hỏng tặng. Hello, tôi là 33-2014. Tôi đã quay trở lại rồi đây. Căn nhà yêu dấu của ta ơi. Ngươi có nhớ ta không? Hai bé có nhớ anh không? Ôi, ta nhớ cái ghế sofa của ta quá. Với mấy chai rượu nữa. Để lâu rồi chắc hết hạn sử dụng luôn rồi. Ai, cái bếp của ta. Đây là những cái khói mà ta được tặng khi Bright Friend được ra mắt hay sao nè. Ta cũng không nhớ nữa. Và đây là tất cả cá mà ta đã câu được. Ta còn có 3 bộ đồ này nữa. Ghê chưa? Ghê chưa? Đây là WC của ta. Đi cái. Rồi rồi, thấy công chuyện này. Rồi, bây giờ ta đi lên lầu xem trên lầu có gì. Lâu quá không vô, ta quên mất rồi. Wow, đây là cái máy vi tính nè. Wow, cái máy vi tính để trên cái bàn. Không có mặt bàn luôn mà sao nó không rớt xuống ta, hay quá. Oh, bên đây cũng là máy vi tính luôn. À, nhà tao giàu quá, có rất nhiều máy vi tính. Và ở bên đây là giường ngủ của ta. Nằm ngủ một giấc thôi, quên nữa. Mở quạt lên, mở đèn lên, rồi nằm ngủ. Khò. Ủa, quạt dởm. Thôi bây giờ đi ra khám phá ngoài sân vườn mới được. Đây có ghế đi ra nè. Đây, đi ra. À, một khu picnic. Cắm trại đồ đó. Có lửa nè. Bên kia còn có rượu bia các kiểu nữa. Quá dữ. Và thế là Mai đã tham quan xong ngôi nhà của bạn 33-2014 rồi. Bây giờ Mai sẽ để lên tường của bạn ấy một câu là: Mai đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Rồi, chụp một tấm hình kỷ niệm luôn nè. Và bạn tiếp theo là Hero Bắp Nướng 08. Bạn này đã ốp được 293 ngày rồi. Đây là trang phục của bạn ấy. Bây giờ cosplay thôi. Đầu tiên là tướng trung bình nè. Còn cái tóc này Mai thấy là Mai không có rồi mọi người ơi. Cho nên là đi cửa hàng mua luôn nha. Đây, 3750 tiền sao. Mua luôn ha, chơi luôn. Rồi, tiếp tục là cái gương mặt. Gương mặt này ngày xưa cài chay Mai thích nhất luôn á mọi người. Có một cái băng dính trên mặt. Rồi, cái mũ này Mai có nè. Đây. Tiếp theo là áo. Rồi, quần. Đôi giày này Mai không có rồi, cho nên là đi mua tiếp nữa nè. Nó đây, 2400 tiền sao. Chơi luôn. Bây giờ thì tụi mình đã giống nhau 100% rồi nè. Vô nhà thôi. Nhà bạn này có quá trời bét luôn ha. Chắc là mê bét giống tôi nè. Vô nhà thăm mới được. Làm hại tôi tốn quá trời tiền để cosplay luôn mà bây giờ không cho vô nhà là sao? Khóa nhà rồi mà cũng kêu người ta thăm lại nhà nữa. Không mấy, tải lại game đi, chơi lại game đi rồi vô mở cửa nhà đi rồi tôi đi thăm cho. Bạn tiếp theo là Ly 11. Wow, bạn đó đã ốp 742 ngày luôn rồi mọi người, hơn 2 năm rồi. Đây là bộ đồ của bạn ấy mặc nè, khá là dễ cosplay luôn á. Mà bạn đó không có bạn bè luôn. Không lẽ là vừa mới tạo ạc xong rồi nghỉ chơi ta? Thôi bây giờ cosplay nè. Tướng em bé. Cái tóc này là cái tóc
lúc mình mới chơi game là có á mọi người. Mà hình như cái áo này là tôi không có hay sao á, để vô cửa hàng mua luôn nha. Đây nè mọi người, 10 kim cương thôi, mua luôn nha. Tiếp theo là cái quần màu vàng này có cái viền trắng, đây 7 kim cương, mua luôn nha. Đôi giày màu đỏ này may cũng không có đâu, cho nên là mua luôn nha, 5 kim cương. Wow, để ý là bạn này nãy giờ mặc từ trên xuống dưới toàn là kim cương không. Umbala xong rồi nè, bây giờ vô nhà nha, giống 100% rồi đó. Hello, Ly 11 đã quay trở lại rồi đây, căn nhà của ta. Wow, đây là căn nhà hộp giấy mà vừa mới chơi game là mình có nè mọi người. Chắc là bạn Ly này chơi game chưa được bao lâu thì ốp nè mọi người, cho nên chưa trang bị được gì nhiều á. Bây giờ May sẽ để lại lên tường của bạn ấy nha. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Ly 11 tạm biệt mọi người. Ok, bây giờ là bạn cuối cùng của ngày hôm nay nha. Đó chính là bạn Nhiếm, ốp 325 ngày rồi mọi người. À, bộ đồ của bạn này mặc tôi chắc chắn là sẽ hoàn thành được 100% luôn. Coi tôi cosplay nè, tướng em bé, mặc bình thường, tóc dài alis. Cái máy đỏ ngại ngùng này là tôi phải mua rồi, tôi không có. Tiếp tục là cái mắt kính màu trắng, cái áo dưa hấu này trong hộp dưa hấu mở bằng lá mầm nè, mọi người có chưa? Váy màu đen đây, dép dưa hấu cùng bộ với cái áo dưa hấu nè. Và cuối cùng là vương miệng giấy màu hồng. Ta-da, bây giờ tôi đã giống bạn Nhiếm 100% rồi. Vô nhà thôi. Hello, tôi là Nhiếm đây, xin chào căn nhà của tôi. Wow, vừa vào đã thấy không khí mùa thu rồi nè. Phía trong đây có lẽ là góc bếp của bạn ấy. Có tủ lạnh nè, có bàn ăn nè, có bể cá nhưng mà không có cá, có cây nữa. Cho mày ăn cái miếng bánh nha Nhiếm ơi, ngon quá à, nhầm nhầm. Trong phòng này có lẽ là nhà vệ sinh nè, đây. Rồi bây giờ đi lên trên lầu nè. Wow, đây là cần câu, nhìn xa xa là thấy quá trời má chơi game luôn nè, nghiện game đúng không? Còn có bàn trang điểm nữa, xịn nha. Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được giường như ta. Ở đây có hai con bé, bên đây là cái giường ngủ. Cái giường ngủ gì mà không giống cái giường ngủ gì hết. Để đi ra ngoài kia nha. Có đặt sẵn ghế luôn nè. Wow, một chiếc xe đạp. Bên đây là bộ bàn ghế dưa hấu nè, chắc bạn này mở nhiều hộp dưa hấu lắm á. Bên đây có hai cậu bé người tuyết. Và có cái cầu chợt nước này nữa. Và May đã tham quan xong ngôi nhà của bạn Nhiếm rồi. Bây giờ viết lên tường của bạn ấy nha. May đã ghé nhà em, hãy sớm quay lại cây A nhé. Tạm biệt. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ May nha. May sẽ ra thêm nhiều tập nữa về chủ đề này. Còn nếu mọi người muốn May làm về chủ đề nào nữa thì hãy bình luận phía bên dưới cho May biết với nha. Bye bye mọi người.